Ôi dồi. Nhìn con mẹ chả thấy con giống con Tây tí nào. Đây cho anh này. Dễ nghịch hơn. Đúng rồi. Cái này qua đâu? Cái nào? Con ăn khoai nữa không con? Bà cho. Bao nhiêu trong túi còn còn hạt hạnh nhân, còn hạt rẻ cười thì nó không sợ nó đói. Mà nó ăn cái hạt đấy thì nó ngang với ăn thịt. Ôi trời ơi. Không rồi, con này là con. Còn nếu mà luộc trứng nó lại chỉ ăn lòng trắng thôi. Trứng nó vỡ hết à? Lên máy bay nó cũng lạnh đi đâu. Thôi bà, đi máy bay có một tiếng đồng hồ bà vắt mang trứng đi. Cứ như thể là con đi cả tháng không bằng á. Mà trong đấy vàng ở trong kia nhiệt độ nó cao, nó nhanh hỏng thôi. Ở khách sạn nó có tủ lạnh. Không. Cái chỗ con ở nó không có tủ lạnh. Mà không biết có hay không nữa. Con chả nhớ, rõ ràng ngày xưa con ở cả tháng rồi, giờ cũng không nhớ. Được rồi, cho bố nó ăn. Thôi, các bà kệ, không phải luộc nữa đâu. Mấy ngày về ăn Tết đùa đâu, ăn tiêu chuẩn bố nó ăn thức ăn như thế là như về bên kia là phải giảm cân á.